Xin chào quý vị và các bạn, mình là Bùi Hiếu trên sửa chữa đầu điện ô tô. Nay mình đang sửa cái con xe Hyundai Elantra và nó bị cái hiện tượng đen màn, có một số trường hợp là trắng màn. Nhưng con này đang không lên gì. Trắng màn. Ban ngày không nhìn thấy. Tiện đây mình hướng dẫn các bạn tháo luôn cái đầu này. Trước khi để tháo được nó ra thì các bạn phải tháo được cái nắp thế này ra nhé. Ở đây nó có cái nắp như thế này này. Các bạn cho tay cũng có thể cậy được cái nắp này ra, hoặc dùng cái cậy nở nhựa. Sau khi cậy ra ở đây có con ốc ở chỗ này này, đó các bạn tháo nó ra, các bạn cậy cái từ phía đây ra, đó. Cậy đi, bạn cứ cậy nhiệt tình đi. Chẳng may gãy thì ta thay mới, không sao cả. Đấy các bạn thấy chưa, cậy ra rất dễ thôi, nó cũng không khó khăn gì đâu. Tiếp theo là các bạn tháo hai con ốc ở đây. Đó, con ốc ở đây này, ở bên kia. Đây các bạn nó con ốc bên này nữa là được. Mà khi các bạn gỡ ra thì nó sẽ hơi khó một chút, gỡ cái mặt giữa. Ok, sau khi tháo hẳn đâu là các bạn tháo cái mặt này ra. Rồi tháo, chỉ cần tháo như thế này thôi, không cần tháo hết đâu. Cần tháo tắt thế cho nó nhanh. Bạn gỡ được cái chỉnh hướng điều hòa ra. Chỉnh hướng điều hòa nó nằm rời nhé. Đó, gỡ ra nó cũng khó, cũng dễ thôi. Ở cái đoạn này nó hơi khó, hơi tự. Đó, các bạn dùng cái cậy nở cậy lên này. Một số con nó khó tháo được các bạn. Cậy cẩn thận nó dễ gãy đoạn đấy. Bây giờ chỉ cần tháo 4 con ốc hai bên là các bạn có thể gãy chiếc đầu ra rồi. Nếu các bạn không may bị lỗi chiếc đầu này thì hãy mang liên hệ qua Bùi Hiếu, số điện thoại 0975603288 để Bùi Hiếu giúp đỡ các bạn sửa chữa. Bùi Hiếu sửa chữa cái này đến bây giờ mấy hôm dịch ẩm chết mẹ. Con này không phải nó ẩm anh ạ, con này nó hay bị chết chít xét. Trước hẹn em chủ nhật ra nhưng mà hôm 34 về. Vâng. Con này nó hay bị lỗi chít xét, mà cái vấn đề là sửa mà không bị lỗi lại mới là vấn đề quan trọng. Bây giờ đa số các nơi sửa chữa đều có thể sửa được cái này rồi, nhưng mà tỷ lệ bị lỗi lại gần như là 95%, không phải sớm thì muộn. Rồi mình sửa bây giờ không bị nối lại nữa. Bạn rút mấy cái rắc nó ra là có thể rút được trên đầu ra rồi. Cảm ơn các bạn đã xem video.